Đây là cầu vượt phía bắc chân đèo Rù Rì, thành phố Nha Trang. Từ nay, các phương tiện lưu thông theo hướng Nam Bắc trên quốc lộ 1 sẽ chạy qua cầu vượt và các phương tiện lưu thông theo hướng ngược lại sẽ đi theo tuyến đường cũ. Trong khi đó, cầu vượt tại ngã tư Thành, huyện Diên Khánh, xe được lưu thông hai chiều. Hai công trình giao thông trọng điểm này được thông xe ngay trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sẽ tạo sự thuận lợi lưu thông thông suốt của các phương tiện vận tải trên quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa trong đợt vận tải cao điểm nhất trong năm. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hai cầu vượt trên quốc lộ 1 qua ngã tư Thành và đèo Rù Rì, tỉnh Khánh Hòa là 230 tỷ đồng do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Theo đại diện chủ đầu tư, hiện nay các đường gom tại cầu vượt đèo Rù Rì dành cho phương tiện lưu thông hướng từ thành phố Nha Trang ra phía Bắc chưa thể hoàn thiện do còn vướng mặt bằng. Trong đợt vận tải cao điểm này, việc thi công sẽ tạm ngưng để đảm bảo an toàn giao thông. Các cầu vượt được đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời giải quyết tình trạng kẹt xe trên quốc lộ 1 ở hai đầu cửa ngõ ra vào thành phố Nha Trang.